Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nuốt quỹ dù không trôi thì đảng cũng kiếm bộn tiền Theo cổng thông tin của kho bạc nhà nước Tính đến 17 giờ ngày 24 tháng 8 Tổng số tiền huy động vào quỹ vaccine phòng chống Covid-19 là 10.827 tỷ đồng Trong đó lãi tiền gửi ngân hàng là 194 tỷ đồng Được biết có đến 694.000 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào quỹ này Quỹ vaccine là quỹ mà cộng đồng mạng đã thắc mắc rất nhiều lần bởi hầu hết vaccine Covid dùng để trích ngừa cho dân đều là hàng tài trợ. Trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn bỏ tiền ra mua tặng chính phủ và phần lớn là do chính phủ Mỹ tài trợ. Gần như số tiền trong quỹ vaccine không chi cho việc mua vaccine trong giai đoạn cao điểm dịch. Đến nay, theo thông báo, thì quỹ này đã chi gần 7.700 tỷ đồng, trong đó trích cho việc nghiên cứu vaccine là gần 5 tỷ đồng gom tiền của bá tính thì dễ nhưng chi thì lại rất khó. Quỹ này là tiền của mọi người đóng góp, không phải là ngân sách của nhà nước nên chẳng có thanh tra kiểm tra gì. Ngay cả nguồn chi từ ngân sách mà bộ máy nhà nước còn gậm nhấm được thì nói gì đến những người nguồn tiền ngoài ngân sách nhà nước. Để kiểm soát việc chi tiêu của những quỹ xã hội do dân đóng góp thì phản biện xã hội phải đóng vai trò rất lớn. Tuy nhiên ở Việt Nam bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào dám phản biện xã hội thì rất khó có thể tồn tại, bởi chính quyền này không cho người dân được chỉ trích chế độ. Nếu dám đặt ra những câu hỏi về việc chi tiêu quỹ và dám đòi hỏi sự minh bạch, thì rất có thể cá nhân đó sẽ bị chụp mũ là phản động, là xuyên tạc, là bịa đặt. Việc kỳ quỹ không phải là sai. Tại các quốc gia văn minh, người ta vẫn có rất nhiều các loại quỹ khác nhau tuy nhiên điểm khác biệt là tính minh bạch của nó tại Naui có quỹ đầu tư quốc gia trị giá khoảng 1.300 tỷ đô la Mỹ quỹ này được chính phủ Naui đầu tư vào các dự án lớn trên khắp thế giới đặc biệt là các dự án về dầu khí tuy nhiên họ không dùng quỹ này để đầu tư vào các công ty quốc nội mục đích là để phân tán rủi ro chính quỹ này sẽ là nguồn dự phòng nếu xảy ra khủng hoảng kinh tế quỹ này hoạt động rất hiệu quả bởi nó dựa trên tính minh bạch nên hạn chế việc các quan chức có thể xả xẻo đút túi bày vẽ ra quỹ chỉ để làm lợi cho các sân sau mà thôi lòng tham thói vô trách nhiệm như ăn bám vào máu vậy cộng thêm tính thiếu minh bạch và không có phản biện xã hội thì đấy chính là mảnh đất rất màu mỡ cho quan tham tha hồi xả xẻo quỹ hiện nay quỹ bình ổn xăng dầu thì không biết nó dùng vào việc gì. theo lý thuyết quỹ bình ổn xăng dầu là tiền thu của dân khi giá dầu thế giới giảm và bù lỗ khi giá dầu thế giới lên cao. tuy nhiên trên thực tế dù giá dầu thế giới có cao hay thấp thì mọi hao phí đều được chính quyền cộng sản tính vào giá bán xăng dầu. đến bây giờ không ai biết quỹ này được nhà nước của đảng cộng sản việt nam dùng vào việc gì. Việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội ém 130 tỷ đồng, tiền của các nhà hào tâm quyên góp, cũng là cách để họ trục lợi. Bởi ở đất nước này có bao nhiêu quỹ được huy động khối tiền, nhưng không ai biết những đồng tiền ấy được chi tiêu như thế nào. Thậm chí người dân cũng không thấy họ chi một đồng nào vào quỹ đó. Với những người quản lý quỹ, họ luôn nghĩ ra đủ thứ lý do, nếu có ai đó chất vấn về việc sử dụng các quỹ này tiền lời của quỹ vaccine COVID đến nay đã lên tới 194 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Thanh Xuân lấy lý do là hoàn tất thủ tục để ém tiền của nạn nhân. Nếu không nút được thì buộc phải nhà tiền ra, thì việc ém lại, chậm thanh toán cũng giúp khối tiền 130 tỷ đồng sinh ra lợi nhận đáng kể tại nhà băng. Ở đất nước mà quan chức ăn của dân không chừa một thứ gì, thì những quỹ quyên góp từ các nhà hảo tâm luôn là món mồi ngon cho các quan chức xà xèo. Tiền vào tay rồi thì phải tìm đủ mọi cách để mà ém nó đi. Nếu ém không được thì giữ lại để gửi ngân hàng kiếm lời. Ngoài kia nạn nhân đang hấp hối cũng mặc kệ. Dần chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Nuốt quỹ dù không trôi thì đảng cũng kiếm bộn tiền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an, Toán và Tuyên giáo bày thiên la địa võng, dân Long Sơn, nghỉ Sơn hết đường. Ai có hiểu biết về các mô hình nhà nước thì đều biết chế độ độc tài Cộng sản có một bộ máy như là thứ quái thai của xã hội loài người. Đó là bộ máy tuyên giáo làm công tác tuyên truyền mà không chỉ có bộ máy chính quyền này có đến hai bộ máy như vậy. Về mặt đảng có ban tuyên giáo trung ương, về mặt nhà nước có bộ thông tin và truyền thông. Đạp đổ chén cơm của dân rồi trồng tội lên đầu dân về công tác chỉ đạo thì thường bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo bằng văn bản còn ban tuyên giáo chỉ chỉ đạo bằng miệng khi chỉ đạo những vấn đề hợp pháp thì bộ thông tin và truyền thông đưa ra văn bản còn khi muốn chỉ đạo những yêu cầu trái đạo đức hoặc trái pháp luật thì ban tuyên giáo trung ương chỉ đạo bằng miệng việc chỉ đạo bằng miệng nhằm mục đích không để lại trái đạo với pháp luật lọt ra ngoài xã hội tức là họ chuyên dùng trò ném đá dấu tay với nhân dân. Những năm gần đây, người dân bị hàm oan quá nhiều, đang thường xuyên ra những chỉ thị ngầm để đè bẹp ý chí lẫn tiếng nói của dân. Nên ông Nguyễn Phú Trọng giao cho ngành tuyên giáo cho quân đội nắm. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương chính là Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông là Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Tất cả từ bên quân đội mà ra. Thường để dập tắt sự phản đối của dân chúng đảng cộng sản cho tô lâm ra tay tàn bạo để hù dọa cho người dân phải sợ nếu dân không sợ vẫn kêu gào thì đảng trao cho tuyên giáo dùng truyền thông độc quyền vu cáo là dân bị thế lực thù địch xối dục kích động tuyên giáo thì tự do sáng tác tự do chụp mũ cho nạn nhân để khiến những người cả tin nghĩ rằng những người phản đối kia là gây dối chứ đảng và nhà nước không làm sai từ đó họ cô lập những nạn nhân với cộng đồng ở bên ngoài rồi biến những người bị đảng tước mất bất kế sinh nhai thành tội phạm. Cho dù có kiên cường nhưng không nhận được sự ủng hộ từ xã hội thì Đảng Cộng sản sẽ bẻ gãy từng người như bẻ từng cây tăm vậy. Ngoài thiên la địa võng giữa công an và tuyên giáo gây ra thì còn có tòa án tham gia trừng trị nạn nhân của Đảng bằng những bản án bỏ túi rất nặng nề. Đó là những gì Đảng Cộng sản chuẩn bị để đối phó với nhà dân oan độc quyền báo chí đảng đàn áp rồi chối bỏ thì dân làm gì được đảng lây. Về vụ bắt bớ những nạn nhân của đảng ở dự án cảng Long Sơn, báo chí thì nói rằng dù đã tuyên truyền nhưng một số người vẫn chống đối việc thi công cảng container Long Sơn, dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật. Đây là lời nói một chiều của phía chính quyền, họ có báo chí trong tay nên họ dễ dàng tô vẽ ra hình ảnh đảng làm đúng, còn dân là vi phạm pháp luật báo chí trong nước với thân phận nô bộc nên đã làm như thế. Tuy nhiên, một số người dân giấu danh tính cho biết việc đảng tuyên truyền không phải để đối thoại, để giải quyết vấn đề mất quyền sống của người dân, mà là đảng ép buộc dân phải chấp nhận dự án vô điều kiện. Trong khi đó, dự án này mang lại bao nhiêu tiền hối lộ, tiền loại quả cho quan chức, dân có được đồng nào đâu? Thực ra chính quyền nói là tổ chức đối thoại cho sang, chứ thực chất những lần họp mặt dân chỉ để gài dân, buộc họ chấp nhận theo ý đảng, chứ chính quyền không chịu lùi bước. Đồng thời, thông qua các buổi đối thoại, chính quyền sẽ xếp những người cứng đầu vào danh sách đen của họ, bởi trong tay đảng có đầy đủ công an để đè bẹp mọi đòi hỏi của người dân, nên họ luôn làm thế trong các cuộc đối thoại. Trước đây, nhiều lần chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức đối thoại với dân oan tại Thủ Thiêm, nhưng đều thất bại cũng vì họ mang tâm thế bể trên để đối xử với nhân dân. Sau khi đối thoại ai còn phản đối thì báo chí vu khống cho là gây rối trục mũ và cho tội cầm đầu, xúi dục người khác. Đảng đang ngành chiến với dân. Sau khi tước đoạt kế sinh nhai của người dân là tiếp đến là công an, viện kiểm soát, tòa án và tuyên giáo vào cuộc công an cho khởi tố bắt người, viện kiểm sát buộc tội, tuyên giáo thì vẽ ra hình ảnh nhà nước vì pháp luật và nạn nhân của Đảng Cộng sản thành tội phạm. Rằng thiên la địa võng như thế thì dân Long Sơn hết đường thoát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Công an, toán và tuyên giáo bày thiên la địa võng, dân Long Sơn nghi sơn hết đường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.